Thảo xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại chiến tứ sắc Attack 25. Trong chương trình thì Quang Bảo luôn luôn sẽ có một cô trợ lý vô cùng xinh đẹp và dễ thương, đó chính là Chinam. Xin chào mọi người. Là Chinam, hôm nay mình sẽ làm trợ lý cho chương trình Đại chiến tứ sắc Attack 25. Còn đây sẽ là bốn vị khách mời của chúng ta, những chàng trai và cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng trong lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Xin chào đón bốn vị khách mời. Xin được giới thiệu tất cả quý vị, ô màu đỏ đó chính là diễn viên Lincoln Phúc Lĩnh. Xin chào mọi người, hôm nay mình đứng ô màu đỏ, mặc áo màu đỏ thì mình sẽ cố gắng màu đỏ chứng tỏ là có thể trả lời ít nhất được một câu. Ít nhất chứ phải nhiều nhất anh. Nhiều lúc trả lời 5 câu rồi đó mà đôi khi cuối cùng ra về không có điểm nào đó. Thận trò này nó kỳ lắm. Ở ô xanh lá cây đó chính là diễn viên MC Anh Huy. Xin kính chào quý vị khán giả của Đại chiến tứ sắc. Mình là Trần Anh Huy, là diễn viên và MC. Và ngày hôm nay mình sẽ chiến thắng trong Attack 25. Yeah. Ở ô màu trắng là cô gái duy nhất trong ngày hôm nay, một diễn viên vô cùng xinh đẹp, diễn viên Tuyết Anh. Chào mọi người, mình là Huỳnh Tuyết Anh. Hết rồi. Hết rồi, ngắn gọn, duyên dáng đúng không? Mình dành sức lực cho cuộc chơi. Còn ô màu xanh dương đó chính là diễn viên Hữu Thanh Tùng. Xin chào tất cả mọi người, mình là diễn viên Hữu Thanh Tùng. Hôm nay tham gia chương trình Đại chiến tứ sắc, hy vọng là mình sẽ vượt qua được ba bạn chơi ngày hôm nay. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Để coi. Không hề đơn giản đâu nha. Chưa chắc mình trả lời nhiều câu chính xác nhất là người chiến thắng đâu, bởi vì nó còn có rất nhiều những cái bất ngờ. Nhưng bất ngờ như thế nào thì hãy chơi rồi biết. Ngay bây giờ sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên đến từ MC Lâm Khánh Chi. Mời mọi người xem. Xin chào mọi người, mình là Khánh Chi. Mình có một hát này dành tặng cho mọi người. Ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên dòng kinh Ngã Bảy. Đối với cả mọi người, chợ nổi Ngã Bảy nằm ở đâu? Ngã Bảy nằm ở đâu? Xin được mời anh Huy. Ngã Bảy là bến ở cái miền Tây. Đúng. Miền Tây thì chắc là Cần Thơ, cần Ngã Bảy. Không. Chắc Ngã Bảy Hậu Giang đi. Chợ nổi Ngã Bảy là một chợ nổi nổi tiếng được hình thành vào năm 1915. Trước đây, chợ có tên là chợ nổi Phụng Hiệp, tọa lạc tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Riêng ở câu đầu tiên thì theo luật của chương trình phải luôn luôn là ô số 13. Bởi vì mình không có quyền chọn ô cho nên mình có quyền giới thiệu về bản thân mình trong vòng 30 giây. Xin kính chào quý vị khán giả, mình là Trần Anh Huy và mình đã tham gia một vài bộ phim truyền hình và mọi người biết đến mình nhiều hơn gần đây với một game show truyền hình Nhanh Như Chớp nè. Ngạc nhiên chưa? Thì hai game show đó là Huy đóng cái vai là quý ông, Nhanh Như Chớp là quý ông tia chớp, còn Ngạc Nhiên Chưa là quý ông ngạc nhiên. Và trong chương trình ngày hôm nay Đại chiến tứ sắc Attack 25, mọi người hãy ủng hộ cho mình chiến thắng nha mọi người. Xin cảm ơn anh Huy rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi và tiếp theo. Và câu hỏi tiếp theo như sau. Tại Thế vận hội có một nội dung thi đấu tên là ba môn phối hợp. Vậy ba môn đó là ba môn nào? Câu này quá dễ luôn, xin mời Thanh Tùng. Bơi, điền kinh và xe đạp. Đó là đáp án chính xác, chứ mời Thanh Tùng. Em biết luôn á. Bơi là đầu tiên, thứ hai là đạp xe đạp, và cuối cùng là chạy hay còn gọi là điền kinh. Ở Olympic thì thường là cự ly nó sẽ ngắn hơn, nhưng mà có những cuộc thi như là Ironman 70.3 hay là Full Ironman thì là cái sức chịu đựng cực kỳ là kinh khủng. Ở riêng Ironman nha, anh em thông tin để gửi thêm cho quý vị khán giả thôi. Riêng ở Ironman thì phải thi đấu 3 môn liên tục. Bơi là 3,8 km, xong rồi sau đó lên lấy xe đạp đạp 180 cây. Trời ơi. Xong rồi sau đó là chạy full marathon là 42 cây. Thì thường trung bình để mà làm được hết nguyên cái chuỗi như vậy là mất đâu đó khoảng chừng 16-17 tiếng là tốc độ trung bình. Và đây là một cái bộ môn rất là nhiều người yêu thích và thách thức sự chịu đựng của chúng ta rất là cao. Và đó là câu đã đem lại cho Thanh Tùng một điểm. Xin mời Thanh Tùng chọn ô. Ok, em sẽ chọn số 12. Và câu hỏi tiếp theo như sau. Jasper và Jean là tên gọi ban đầu của hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng nào? Xin mời Lincoln. Mèo chuột Tom and Jerry. Jasper và Jean là tên của hai nhân vật rất quen thuộc với chúng ta, và những cuộc đuổi bắt của họ chưa bao giờ có điểm dừng. Đó chính là Tom và Jerry. Xin chúc mừng Lincoln. Mời Lincoln chọn ô số. Chọn số 11. Và câu hỏi tiếp theo. Lẻ loi như cụm núi sầm,
thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan. Những danh lam thắng cảnh trong câu ca dao trên nằm ở tỉnh nào của nước ta? Xin được mời Lincoln. Tuy không sinh ra tại Việt Nam nhưng mà đi du lịch rất nhiều tại Việt Nam rồi. Gina, em đọc lại một lần mà anh không? Lần nữa hả? Thời gian đếm ngược bắt đầu. 5 4 Chưa bao giờ mong ánh sai như lúc này. 3 2 Phú Yên. Phú Yên. Chỗ gần đá đĩa gì đó. Rất đẹp. Và núi Sầm, đầm Ô Loan cũng nằm ở Phú Yên. Xin chúc mừng Lincoln. Bắt buộc phải ăn. Okay, 14. Trời ơi, bây giờ phải trả lời đúng liên tục mới gỡ lại được đúng không ta? Và câu hỏi tiếp theo như sau. Trong tên của danh họa Leonardo da Vinci thì Leonardo là tên, còn Vinci có nghĩa là gì? Xin được mời anh Huy. Chắc đón đại luôn. Nè bên trái nước nè nha. Chắc là nơi của danh họa đó cũng có thể. Em chọn địa danh đi. Leonardo da Vinci có nghĩa là Leonardo. Đến từ Vinci. Yeah. Anh Huy. Rồi bây giờ em sẽ chọn đúng không? Ừ, em sẽ chọn số 18. Apollo 11 là con tàu không gian đã đưa Neil Armstrong lên mặt trăng. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, nó đã hạ cánh ở đâu? Hạ cánh ở Thái Bình Dương. Thái Bình Dương, người ta bán chính xác. Chúc mừng Thanh Tùng. Em có cảm giác đây là cuộc chiến của ba người đàn ông á anh. Em là người ngoài cuộc vậy đó. Đôi khi ngồi ngoài quan sát cũng là một cái chiến thuật em à. Tới cuối rồi mới hốt bạc đúng không? Đúng rồi. Tới cuối hốt bạc. Em sẽ chọn 23. Manh nha ăn 2 ô của đối thủ ở câu tiếp theo. Nhưng liệu rằng điều đó có thành hiện thực hay không thì phải đợi sau câu hỏi này. Đây là hình ảnh của bốn nữ ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Họ là ai? Xin mời xem. Luôn luôn có một câu hình ảnh trong chương trình. Thu Minh, Hồ Ngọc Hà. Những đôi mắt rất dễ đoán. Mỹ Tâm. Còn cái góc bên trái ở dưới là ai ta? Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Nam. Bảo Anh. Chưa, từ từ, đừng có làm anh áp lực. Lệ Quyên. Tôi không biết. Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Mỹ Tâm. Liệu rằng câu trả lời của anh Huy có chính xác hay không? Xin mời xem đáp án. Yes. Em xin phép ra lời khuyên cho bạn em chọn ô số đúng không ạ? Cứ khuyên đi em. Em nghĩ là bạn em nên chọn ô số 8. Theo như lời khuyên của bạn thì mình sẽ chọn ô số 8 là cái điều mà không bao giờ xảy ra. Mình sẽ chọn ô số 6. Đây là một loài cá sống ở đại dương. Khi ngủ chỉ nhắm một. Khi ngủ chỉ gì? Khi ngủ chỉ. Trả lời đi, trả lời. Em đọc tiếp. Khi ngủ chỉ cái gì? Không chỉ cái gì mà bấm mình được đọc tiếp mà đúng không? Không. 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 Khi ngủ chỉ gì? Chỉ em vô đâu? Quá à. Em đọc chưa hết anh một đã bấm rồi. Cá sống ở đại dương khi mà nó ngủ nó chỉ. Nó chỉ tổng hợp hết trơn. Nó chỉ. Cái này. Nó chỉ. Nó chỉ. Mà không biết nó chỉ cái gì hết. Cá nó chỉ cái gì ta? Không, em nghĩ là anh nên đưa ra một cái đáp án đi. Con cá mập, con cá lồng tông, con cá... Cá gì đó, anh nó chốt con cá kiếm. Con cá kiếm là con cá chỉ. Con nào mà chỉ đúng không? Đúng. Rồi bây giờ cái câu này là sẽ tặng cho câu Mỹ Kim luôn. Tại vì trên đó là câu Mỹ Kim có một cái vai là nạn tiên cá trên đó. Hay cũng hay gọi là cá heo. Không biết đúng hay sai. Tôi chưa bao giờ nghe con cá chỉ là cá heo đúng không? Mà không biết đúng hay sao. Kim ơi, cái câu này dành cho em. Đúng hay sai là tại em đó. Tôi chưa nghe câu hỏi. Bây giờ nghe câu hỏi nè. Đây là một loài cá sống ở đại dương. Khi ngủ chỉ nhắm một mắt. Đặc biệt chúng cực kỳ thông minh. Được xem là một loại vật thông minh thứ hai trong thế giới động vật. Chính chỉ sau con người. Đó là cá gì? Cá heo. Đó chính là cá heo. Heo. Xin chúc mừng Lincoln. Nói thật lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Nên buồn. Câu hỏi tôi đọc ra chưa hết mà mọi người đoán chính xác được. Thôi được rồi, bây giờ Lincoln chọn ô đi nè. Chưa được số 1. Ăn luôn ô số 6 của anh Huy. Ăn và đảm bảo được cái góc rồi. Của mình. Ok. Rớt rồi. Đây là một trong hai đường dài nhất trên trái đất, đi qua lãnh thổ và lãnh hải của 14 quốc gia. Đó là đường gì? Đường xích đạo. Chính xác, xin chúc mừng Tuyết Anh. Em sẽ chọn ô số 10. Ô số 10 là sự lựa chọn của Tuyết Anh. Chúc mừng. Trời ơi, sao tôi bị dí quá vậy? Và câu hỏi tiếp theo như sau. Clark Kent là tên của nhân vật siêu anh hùng nào? Ai bấm nữa vậy? Mời Lincoln. Superman. Superman. Tôi không biết tiếng Anh. Superman tên tiếng Việt là gì ạ? Số 1 người đàn ông. Superman. Cái gì?
siêu nhân thép. Hổ dịch là cái gì không biết. Tôi làm khó Lincoln thôi, Superman là siêu nhân. Xin được chúc mừng Lincoln. Không biết thiệt luôn á hả? Không biết thiệt luôn, dịch ra thì nó bị lấn cấn cái gì đó. Thôi được rồi, chọn ô đi. Dạ 24 thôi. Vì sự lựa chọn đó mà anh Huy đã trở lại vạch xuất phát. Tuyết Anh cùng với lại Thanh Tùng đang có 1 điểm. Quá đen. Lincoln đang có 8 điểm. Chúc mừng. Quá đen cho đội xanh. Một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động nằm trên đảo Honshu của Nhật Bản. Đó là ngọn núi nào? Xin được mời. Núi Phú Sĩ. Và đáp án chính là núi Phú Sĩ. Xin được chúc mừng Thanh Tùng. Số 8. Em sẽ chọn số 8. Dĩ nhiên rồi, và ăn luôn ô 13 và 18 của Lincoln. Yeah, rồi tới lượt tôi. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Mời mọi người xem. Xe tải là xe vi phạm quy tắc giao thông. Đó là sự lựa chọn của Thanh Tùng. Xin được chúc mừng Thanh Tùng. Em sẽ chọn số 25. 25 là sự lựa chọn của Thanh Tùng. Trời, nhìn trên cái bảng đó, nhìn em lẻ loi dễ sợ luôn. Rồi bây giờ anh chơi, anh chọn số mấy đây? Anh đứng kế em đi. Tiếp tục, gì nè. Trong thế giới cổ tích của Walt Disney, Aurora là tên của nàng công chúa nào? Aurora. Aurora. Aurora tiếng Pháp là gì? Aurora tiếng Pháp là gì? Cái con nhỏ gì mà mang chiếc giày á? Là lọ lem. Nhỏ nào cũng mang giày hết trơn á, không mang giày. Nhỏ nào cũng mang giày hết trơn á. Lọ lem đúng không? Lọ lem là nó bán sai. Mời Lincoln xuống. Tên tiếng Pháp là cái gì? Con gái không biết luôn. Đó là công chúa ngủ trong rừng. Sleeping Beauty. Các vua thời nhà Trần cho đặt một trống lớn ở thềm cung điện, mục đích để làm gì? Xin được mời Thanh Tùng. Để đánh trống kêu oan. Đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Thanh Tùng. Ô số 15. Và câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện cổ tích Sọ Dừa, mẹ của sọ dừa mang thai do đâu? Xin mời anh Huy. Uống nước mưa ở trong cái sọ dừa, rồi xong rồi mang thai đẻ ra sọ dừa. Chính xác, xin chúc mừng anh Huy. Số 4. Nghe ô số 4. Km 0 của quốc lộ 1A nằm ở tỉnh thành nào của nước ta? Ở Lạng Sơn. Dĩ đầu của Tổ quốc, xin chúc mừng Thanh Tùng. Hay quá vậy bạn. Hãnh diện quá vậy. Em sẽ chọn số 5. Rồi, nuốt bé của tôi luôn rồi. Trời ơi. Theo tương truyền, đây là hai chị em sinh đôi ở Mê Linh đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. Hai chị em đó là ai? Trời ơi. Câu này quá dễ luôn, nghe tới đó là hiểu rồi. Hai bà Trưng. Hai bà Trưng đã bán chính xác cho bằng Thanh Tùng. Em sẽ chọn ô số 3. Sao không chọn số 16 đi? Vừa ngồi lên là bị hạ xuống liền luôn. Anh nè, ít ra người ta cũng ngồi lên được đó anh nè. Thôi, biết sao giờ. Tổng cái số điểm hiện giờ là Tuyết Anh và anh Huy đang có số điểm bằng nhau. Là chưa có điểm. Lincoln vẫn đang giữ nguyên số điểm là 4 điểm. Và nãy giờ một mình một ngựa phi nước đại, đó chính là Thanh Tùng với 12 điểm. Xin chúc mừng Thanh Tùng. Và câu hỏi tiếp theo rất đơn giản, cho nên mọi người nghe xem, mọi người nhanh tay bấm chuông nha. Thái cực đạo là tên gọi khác của môn võ nào? Trời. Xin được mời anh Huy. Đó là Taekwondo. Chính xác. Anh ơi, em trả lời đại cho anh. Ủa bây giờ em chọn cái ô số nào cho nó hợp lý ta? 20 đi. Nằm ở trong đó là yên tâm không bị ăn lại. Và câu hỏi tiếp theo em nghĩ chắc là mọi người ai cũng biết. Nè, nói nghe nè, em đừng có nói cái câu đó. Em, anh nghe cái câu đó là anh bấm đại đó. Tại vì em nói cái câu này ai cũng biết nên anh liều bấm đại. Câu hỏi như sau, mời mọi người xem. Rất là đơn giản nha. Động vật hoang dã là, cái đó là động từ á hả? Động từ á anh. Động từ. Động từ của chúng ta đó chính là đầu thú. Em đầu thú ra đây luôn nha. Ừ,
Mà đầu thú là có nghĩa là làm cái gì? Ví dụ em gây án đi mà người ta không tìm ra em, hiểu không? Nhưng mà người ta sẽ truy tìm em rất là cực khổ. Bây giờ em sẽ ra đầu thú để em sẽ được pháp luật khoan hồng. Anh hiểu chưa? Ra đầu thú là ra đứng đây. Không phải ra đầu thú là ra đứng đây, mà ra đầu thú trước pháp luật á, hiểu không? Hiểu không? Wow. Đây nè, tức là em vẫn chưa giải thích cái từ đầu thú. Mình giải thích trước pháp luật thôi. Qua câu hỏi anh ơi. Đây nè Lincoln, đầu thú tức là sao? Khi mình phạm tội xong nhưng mà cảnh sát chưa có điều tra ra cái người gây án là ai, nhưng mà mình tự cảm thấy là mình có lỗi lầm cho nên là mình tự đi ra để mà nhận tội, ra công an ra tự thú nhận tội của mình. Ra công an mình nhận tự thú đó, tự thú đó, tự thú đó, đầu thú. Tội. Ok. Trong tiểu thuyết Robinson Crusoe, Robinson đặt tên cho chàng trai mà mình đã cứu xong tiếng Pháp là Vendredi, cho nên chắc là Friday. Friday tiếng Việt là gì anh? Thứ sáu. Thứ sáu, chính xác. Xin chúc mừng. Xin mời Lincoln. Vậy số 9, số 9. Và câu hỏi tiếp theo. Muôn Hoàng Yến Hoàng Hậu là tên gọi khác của loài hoa này. Tên của nó còn được đặt cho một khu du lịch ở tỉnh Đồng Nai. Đó là hoa gì? Anh Huy. Bò cặp vàng thôi, tại em biết. Bò cặp vàng. Bò cặp vàng đã bán chính xác. Xin chúc mừng anh Huy. Đừng có bắt tay tôi nói thiệt với ông luôn á. Nè, mà trả lời sai cái câu này là nhờ ai mà được điểm nó chưa, không suối bấm là bên kia bấm rồi. Đúng chưa? Cảm ơn đi. Rồi, chọn đi Huy. Huy chọn số 2. Huy chọn số 2. Ăn được 8 và 14. Tiếp theo. Và tiếp theo là câu hỏi giao thông. Xe nào đi trước? Mời mọi người xem. Xe nào được đi trước? Xe số 1. Nguyên tắc xe nào mà bên hướng tay phải không có xe thì được ưu tiên đi trước thôi. Chính xác là xe số 1. Xin được chúc mừng Thanh Tùng. 19. Chốt 19 đúng không? Rồi ô số 19. Một mảng màu xanh dương đã hiện lên và đèn đã nhấp nháy. Điều đó báo hiệu chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cơ hội tấn công. Một câu hỏi vô cùng quan trọng trong chương trình. Trước khi đến với câu hỏi tấn công, xin được tổng kết lại số điểm. Hiện giờ Tiến Anh vẫn đang chưa có điểm. Anh Huy đang có 3 điểm. Lincoln đang có 4 điểm. Và Thanh Tùng đang dẫn đầu với 13 điểm. Xin chúc mừng. Ở câu hỏi tấn công còn có tên gọi là Attack Chance này, thì nếu ai trả lời chính xác, bạn sẽ được quyền chọn một ô, sau đó được quyền phá bỏ một ô của đối thủ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cơ hội tấn công Attack Chance. Câu hỏi Attack Chance như sau. Con vật này không có phổi nhưng lại có đến 5 trái tim, được mệnh danh là rồng đất. Đó là con gì? Mời Huy. Bé nó thương em ghê. Em bấm chuông rồi nó vẫn đọc. Dạ con đó là con sun đất. Có 5 trái tim. 5 trái tim. Em mới vừa đọc một cái bài báo nó lạ lạ. Những cái con vật mà nó có nhiều trái tim á, là con mực ống thì sẽ có 3 trái tim. Còn con sun đất á, sẽ có 5 trái tim. Là đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh Huy. 17 hả? Đúng rồi. À 17 ăn 2 ô. 17. Nếu 17 thì phải 3 con luôn á. Nếu như bây giờ Huy muốn phá thì hãy phá cái ô nào mà một tí hồi nữa nếu mình chọn mình có khả năng ăn được nhiều ô nhất. Số 5. Số 5 là ô phá của Huy. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi về Hồng Kông. Tại sao Hồng Kông được gọi là hương cảng? Xin mời anh Huy. Hồng Kông được gọi là hương cảng tại vì cái cảng đó nó cứ bán nổi tiếng là bán nhiều hương, mà hương ở đây là nhang. Chính xác, xin chúc mừng. Trời ơi. Em lành Hồng Kông lắm. Ừ. Chọn số 5 thôi. Wow. Lady and gentlemen. Một cuộc đảo chiều rất ngoạn mục. Đang từ chỉ có một điểm thôi. Nhưng mà sau câu Attack Chance và thêm một câu trả lời chính xác nữa, thì hiện giờ anh Huy đã vươn lên dẫn đầu với 13 điểm. Đó là điều hấp dẫn của Attack Chance. Để em xem ai có thể phá được em nữa. Và câu hỏi tiếp theo như sau. Đây là một loại vũ khí lợi hại của thổ dân Úc, có khả năng bay lại về vị trí cũ. Tên của nó là gì? Boomerang. Boomerang là đáp án chính xác. Chúc mừng Lincoln. 22. Hình của mình đã bị thu hẹp lại rồi. Thông thường con người chúng ta có tổng cộng bao nhiêu đốt ngón tay? Mời anh Huy. Thông thường 1, 2, 3, 4, 5, đốt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Một ngón 14. Có 3 đốt. Mấy cái đường gạch ngang á. À. Thì mỗi cái ô này là một đốt ngón tay.
14, 28. Dạ, đáp án cuối cùng là 28. 28 đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh Huy. Bây giờ em sẽ chọn nha. Dạ, em ăn 16 đi. 16. Yeah. Theo tình hình hiện tại, nếu như mà màu xanh dương ăn số 7 và 21 vẫn đúng. Có khả năng. Vẫn có khả năng chiến thắng đúng khả không? Năng, vẫn có khả năng. Còn Tuyết Anh, dạ, khi sự xuất hiện của em vào lúc này là quyết định người thắng hay thua. Cho nên em cứ nhảy vào. Hãy xuất hiện hay bấm luôn. Nhảy vào đi em. Dạ, dạ. Từ nào sau đây viết đúng chính tả? Trời ơi. A. Trời ơi. A. Xoành xoàng. B. Xoành xoàng. C. Xuyền xoàng. Xin mời Tùng. C. Xuyền xoàng. C là sự lựa chọn của Thanh Tùng. Mời xem đáp án. C đáp án chính xác. Xin chúc mừng Thanh Tùng. Tùng. มีลายค่ะคุณไลไปขาดพวกแผลแน่ของได้ฉันลายคุณไลไม่ไม่ให้มดนายไม่ให้มดนายไม่ให้มดนายอัง7 xong rồi mới ăn 21 chứ mới giành chiến thắng chứ không 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 từ nha ăn 7 ăn 7 thì ăn được 13 19 nhưng mà nếu như bây giờ mà ăn 21 lấy 22 lát hồi ăn 7 được 12 17 với 13 19 luôn. À đúng rồi đúng rồi, chính xác. Bây giờ ăn cái nước này để mà lát hồi lấy được nước sau nhiều hơn thì chính xác em sẽ ăn 21. Thầy cho tương tài. Và câu hỏi tiếp theo. Thông thường lá phổi bên nào của con người có kích thước nhỏ hơn bên còn lại? Huy trả lời bên trái. Bây giờ chỉ có trái với phải thôi, đúng không? Mà mình phải giành thôi để cho bỏ mất cái câu này cho anh Tùng nó không giành được. Bên phải, bên phải. Giữ luôn quan điểm là chọn bên trái. Đáp án cuối cùng bên ủa, trái từ. Cái câu hỏi là cái gì? Phổi là lá phổi bên trái bên hay phải nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Bên trái nhỏ hơn chứ. Bên nào có trái tim thì mình nói bên phải nhỏ hơn. Mọi người nói bên phải đúng không? Bên em trái. Sẽ chọn bên trái. Tại vì mấy người chơi ở đây em thấy là mọi người không có chút xíu nào nai với em hết trơn. Em bây giờ em trái mà. Em suy nghĩ khoa học một chút. Em nghĩ là nên kết thúc câu hỏi ở đây đi anh. Bây giờ nghe Huy nè. Bên trái là bởi vì còn chứa quả tim nữa. Thường là như vậy. Cho nên phổi bên trái nhỏ hơn. Xin chúc mừng anh Huy. Và dĩ nhiên ô số 7 cuối cùng cũng đã thuộc về anh Huy và giúp cho anh Huy nâng điểm số của mình lên thành 16 điểm và là người chiến thắng ở vòng này. Xin được chúc mừng anh Huy. Tuyết Anh của chúng ta không có điểm nhưng mà không sao cả. Em đẹp đội hình anh, đẹp đội hình. Đẹp đội hình, đúng rồi. Lincoln có 3 điểm. Đã nhân gấp 3 lần cái mục tiêu đầu đúng không? Gấp 3 lần mục tiêu đầu về được rồi, hay rồi. Rất là tiếc cái đoạn cuối. Nếu như mà Thanh Tùng được ô số 7 thì biết đâu bất ngờ xảy ra. Đúng rồi, chính xác rồi. Biết đâu bất ngờ xảy ra. Chúc mừng Thanh Tùng với 6 điểm và anh Huy là người chiến thắng với 16 điểm. Và bây giờ anh Huy sẽ bước vào vòng đặc biệt. Ở vòng này những ô của anh Huy sẽ được mở ra và có 7 gợi ý bằng hình ảnh. Sau khi 7 gợi ý kết thúc, anh Huy có 20 giây để trả lời. Cố gắng lên. Và bây giờ là câu hỏi đặc biệt, bắt đầu. Câu hỏi đặc biệt như sau. Đây là quốc gia nào? Trời ơi. Ôi giời ơi. Hoa sen. Nhiều thứ quá. Giây dành cho anh Huy. Năm. Trả lời đi. Ba. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Em chọn Ấn Độ. Ấn Độ là câu chốt của anh Huy. Xin được mời gợi ý một lần nữa. Cùng xem đáp án nha. Và bây giờ tất cả các ô sẽ được mở ra. Chúng ta thấy là có sen trắng ở hình ảnh đầu tiên. Hình ảnh thứ hai là rất nhiều cà ri, gia vị. Gia vị hả? Giống cà ri quá vậy. Hình ảnh của một con sông, Hanna. Hình xăm henna. Hình ảnh quốc gia này tại châu Á. Một lễ hội đầy màu sắc. Và Taj đây Mahal. Là gợi ý dễ hiểu nhất, chỉ cần một cái này thôi cũng đôi khi cũng đoán ra được. Đó chính là đền Taj Mahal. Quá đừng cho tình yêu, đó chính là Ấn Độ. Xin chúc mừng anh Huy. Yeah. Anh Huy đã giành chiến thắng và nhận được giá trị thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng anh Huy. Xin cảm ơn Tuyết Anh, xin cảm ơn Tùng và xin cảm ơn Linh Cô đã tham gia vào chương trình ngày cảm hôm nay. Bảo.
Quý vị thân mến, và chương trình đến đây cũng xin được phép khép lại, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Quang Bảo xin chào và hẹn gặp lại quý vị.